Chương trình chiều hôm nay gồm có: Lý do Nga bó tay trước xuồng cảm tử của Ukraine. Chiến hạm Nga bị đánh chìm, anh gửi lời cảnh báo Putin. Ông Putin lo ngại về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. EU nhất trí cấm sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức. Vương quốc Anh dẫn đầu xu hướng bùng nổ bất động sản châu Âu năm 2024 băng đảng Trung Quốc dùng tiền điện tử để rửa hàng tỷ đô la Mỹ. Singapore nâng tuổi nghỉ hưu và tái tuyển dụng từ năm 2026. Tất cả đều có trong bản tin chiều hôm nay. Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả quay trở lại với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ tư ngày mùng 6 tháng 3. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, kể từ lần đầu tiên được khai triển, xuồng cảm tử điều khiển từ xa, viết tắt là USV, đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine và gây ra tổn thất nặng nề cho hạm đội biển đen của Nga. Trong khi Moscow đang nỗ lực nhằm ngăn chặn các mối đe dọa, thì chuẩn tướng Ivan Lukasenvic, chỉ huy đơn vị vận hành USV thuộc cơ quan an ninh Ukraine đã nhấn mạnh rằng Kyiv đã giành được thành công trong các cuộc tấn công nhằm mở lại hành lang hàng hải ở Biển Đen, buộc quân đội Nga phải tái bố trí lực lượng trong khu vực. Tờ Business Insider đã dẫn lời ông Lukasevich cho biết, đối phương đã ngay lập tức đáp trả mối đe dọa từ USV, nhưng chúng tôi vẫn đi trước vài bước. Ukraine lần đầu tiên giới thiệu USV vào năm 2022. Kể từ đó, Kyiv đã phát triển cái gọi là hạm đội USV đầu tiên trên thế giới, mang tên Sea Baby. Các USV có tên là Sea Baby của Ukraine đã được sử dụng trong nhiều cuộc tấn công mạnh mẽ nhắm vào chiến hạm và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga ở quanh biển Đen. Moscow đã ngăn chặn và thậm chí tiêu diệt một số USV của Ukraine, nhưng thực tế vũ khí của Ukraine vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các chiến hạm của hải quân Nga. Tướng Lukashevich cho hay, hành động đầu tiên của Nga là khai triển các đội súng máy trên chiến hạm để bắn hạ USV và củng cố năng lực phòng không. Theo đó, các phi cơ và trực thăng quân sự của Nga liên tục tuần tra bờ biển và vùng biển phía tây của biển Đen. Tuy nhiên, hải quân của Ukraine và cơ quan an ninh của Ukraine đã cùng phối hợp để nhanh chóng nâng cấp cho Sea Baby trở nên mạnh hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn so với các mẫu trước đó để có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của chiến hạm Nga cũng như các mục tiêu khác. Tiến trình này bao gồm tăng kích thước đầu đạn, kéo dài thời gian ở dưới nước và tăng khoảng cách hoạt động từ các vị trí ở miền nam Ukraine đến bán đảo Crimea và quay trở lại. Tướng Lukashevich cho hay, phía Nga hiểu rất rõ năng lực của các USV Ukraine. Họ đã kiểm tra khoảng cách USV có thể hoạt động, tốc độ tấn công và trọng tải mang theo và họ đang rất muốn tìm hiểu một số chi tiết mới. Ông giải thích thêm, Kyiv đang thử nghiệm và sản xuất USV ở nhiều địa điểm và liên tục di rời các hoạt động đặc biệt còn được thực hiện từ các cơ sở chỉ huy ở các khu vực khác nhau. Ngoài ra các USV cũng được cải tiến thành đa nhiệm để ngăn hạm đội của Nga tiến gần tới bờ biển Ukraine. Vào đầu tháng 2, Ukraine tuyên bố đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 24 chiến hạm của Nga, tương đương 1 phần 3 hạm đội của Biển Đen kể từ khi chiến tranh nổ ra. Các cuộc tấn công bằng USV của Ukraine đã khiến một số chiến hạm của Nga phải rời khỏi trụ sở chính ở cảng Sevastopol để đến thành phố Novorossiysk ở Nga. Theo vị quan chức của Ukraine, bước tiến trên đã cho phép Kyiv thiết lập lại hành lang hàng hải quan trọng ở Biển Đen sau thời gian dài bị phong tỏa. Ông Lukasevich đã kết luận, Chúng tôi đã giải phóng được hành lang ngũ cốc và ngăn chặn hoạt động của các bệ phóng hỏa tiễn Nga bắn từ biển vào lãnh thổ Ukraine, buộc đối phương phải chạy trốn khỏi Biển Đen là mục tiêu chúng tôi tìm kiếm và đã đạt được. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, ông Grand Schaff, mới đây đã đăng cảnh báo nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin sau thông tin Ukraine phá hủy tàu tuần tra mới nhất của hạm đội Biển Đen là Sergei Kotov. Ông Schaff đã viết trên mạng xã hội X rằng Biển Đen không an toàn cho hải quân của Putin. Hạm đội Biển Đen và các vị trí khác của Nga ở bán đảo Crimea thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công từ quân đội của Kyiv. Crimea cũng là trung tâm hậu cần của Nga cho các lực lượng của nước này ở miền nam của Ukraine. Do vậy, ông Saf đã nhấn mạnh tầm quan trọng các hoạt động thành công của Kyiv trong khu vực này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh lưu ý rằng, cho đến gần đây vẫn không thể tưởng tượng được khi coi biển đen là nơi nguy hiểm đối với hạm đội của Putin. Ông nói trên bài đăng trên mạng hội X, bây giờ vì phương Tây ủng hộ Ukraine nên điều đó là không thể phủ nhận ông cũng sử dụng cuộc tấn công vào tàu Sergei Kotov để kêu gọi viện trợ quân sự nhiều hơn cho quân đội của ông Zelensky. Ông Saps viết thêm, nếu chúng tôi cung cấp cho họ những gì họ cần, thì sự dũng cảm và kỹ năng của lực lượng vũ trang Ukraine có thể mở ra những chiến thắng từng được cho là không thể. Theo hãng tin Union, có trụ sở tại Kyiv, tàu Sergei Kotov thuộc loại tàu tuần tra dự án 22160. Những con tàu này được cho là có chi phí đóng tàu khoảng 65 triệu đô la Mỹ và có thể chứa khoảng 80 người, mặc dù không rõ khi trận đánh xảy ra có bao nhiêu người trên tàu Sergei Kotov. Ông Andrei Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, Nga có thể phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hơn vào các tàu của họ trong khu vực này. Ông Yermak đã viết trong một tin nhắn ngày 5 tháng 3 trên Telegram. Hạm đội Biển Đen của Nga là biểu tượng của sự chiếm đóng nó không thể có mặt ở Crimea của Ukraine. Tiếp sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Việt Anh của chúng tôi. Thưa quý vị, theo một báo cáo mới đây, văn phòng của tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Nga sẽ không đáp ứng được kỳ vọng về số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Meduza, một tờ báo độc lập của Nga viết rằng điện kremlin đang thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao để chống lại những cáo buộc rằng các cuộc bầu cử ở nga có gian lận viện nghiên cứu chiến tranh isw viết rằng lý do chính khiến điện kremlin tiếp tục nỗ lực đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là để thể hiện chiêu bài về tính hợp pháp và sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng trong cử tri của ông putin tuy nhiên việc ông putin gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng vang dội dù là hợp pháp hay do gian lận kết quả, có thể là lý do khiến nhiều cử tri có thể ở nhà trong suốt cuộc bầu cử. ISW viết rằng, hiện đã có làn sóng cảm nghĩ ở Nga rằng cuộc bầu cử đã được quyết định và người Nga nhìn chung đã chấp nhận rằng ông Putin lại giành chiến thắng một lần nữa. Theo Medusa, Điện Kremlin dự định đạt mốc 70-80% cử tri đi bỏ phiếu các cuộc bỏ phiếu được mở cửa từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Để đạt được mục tiêu này, Điện Kremlin được cho là đang tìm cách quy động các công dân có quan hệ với chính phủ, bao gồm cả công chúng, người lao động trong ngành và những người làm việc trong các tập đoàn nhà nước cũng như người thân, bạn bè của họ. Một ví dụ được tờ báo này trích dẫn là các nhân viên của đảng chính trị nước Nga thống nhất. Những nhân viên này được cho là phải mang theo ít nhất 10 người đến các điểm bỏ phiếu tuy nhiên một số tập đoàn lớn có quan hệ với điện kremlin được cho là chỉ yêu cầu nhân viên mang theo hai người đi bỏ phiếu tờ medusa cũng cho biết điện kremlin được cho là đang xem xét các phương pháp khác để tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bằng cách làm cho việc bỏ phiếu thuận tiện hơn điều này bao gồm việc cung cấp cho cử tri tùy chọn phương thức bỏ phiếu điện tử và mã qr isw nói thêm rằng sự chuẩn bị của chính phủ nga nhằm mục đích làm cho cuộc bầu cử trở nên hợp pháp và được nhiều người ủng hộ với sự tham gia bỏ phiếu mạnh mẽ từ cử tri. Điện Kremlin đang cố gắng tạo ra một hình ảnh cho cuộc bầu cử như là một quy trình hợp pháp, công bằng và được người dân đón nhận rộng rãi nhằm tăng cường uy tín và hỗ trợ cho chính phủ hiện tại. Thưa quý vị, Hội đồng Liên minh Châu Âu EU và Nghị viện Châu Âu EP ngày 5 tháng 3 đã đạt thỏa thuận tạm thời về việc cấm nhập khẩu các sản phẩm do lao động cưỡng bức sản xuất vào thị trường chung châu Âu. Thỏa thuận làm rõ các trách nhiệm của Ủy ban châu Âu EC và các quốc gia thành viên EU trong việc xác định các công ty sử dụng lao động cưỡng bức và cấm sản phẩm của những doanh nghiệp này. Bộ trưởng Kinh tế và Lao động Bỉ, ông Pierre Yes cho biết, mục đích của thỏa thuận là chấm dứt mô hình kinh doanh này. Ông nhấn mạnh, với quy định này chúng tôi muốn bảo đảm không có chỗ cho sản phẩm của họ trên thị trường chung bất kể là được sản xuất tại châu âu hay ở bên ngoài bỉ hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên eu lệnh cấm này sẽ được áp dụng đối với hàng hóa sản xuất bên ngoài eu do lao động cưỡng bức làm ra các sản phẩm được sản xuất bên trong eu nhưng có linh kiện do lao động cưỡng bức làm ra ở bên ngoài khối thỏa thuận tạm thời này vẫn cần được nghị viện châu âu và hội đồng eu chính thức thông qua để có hiệu lực Thưa quý vị, Vương quốc Anh được dự đoán sẽ dẫn đầu xu hướng bùng nổ bất động sản khi các nhà đầu tư quốc tế quay lại khu vực châu Âu năm 2024. Theo nghiên cứu mới nhất của nhà cung cấp dịch vụ bất động sản Savills, các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ, Israel, Nhật Bản và Đài Loan dự kiến dẫn đầu xu hướng này. Theo khảo sát ý định đầu tư năm 2024 của CBRE Anh được xếp hạng là điểm đến đầu tư bất động sản xuyên biên giới hàng đầu châu Âu năm nay. Theo sau là Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha và Hà Lan. Theo ước tính từ công ty tư vấn và kinh doanh bất động sản toàn cầu Knight Frank, Anh được dự báo sẽ thu hút 1/3, tương đương khoảng 13 tỷ USD trong tổng vốn đầu tư nước ngoài vào năm 2024 chỉ riêng từ Mỹ. Theo dữ liệu của Real Capital Analytics do Savills trích dẫn. Đầu tư bất động sản xuyên biên giới toàn cầu đạt 212,9 tỷ USD trong năm 2023, giảm 40% so với mức trung bình 5 năm. Theo dữ liệu này, tổng cộng 70,6 tỷ USD đã được đầu tư vào lục địa châu Âu trong năm 2023. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2010. Tuy nhiên, xu hướng này dự kiến sẽ thay đổi khi các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư cá nhân quay trở lại thị trường vào thời điểm ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng Anh có dấu hiệu cắt giảm lãi suất. Saville cho biết, chúng tôi dự đoán châu Âu sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu và là điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư xuyên biên giới trong 12 đến 18 tháng tới. Thưa quý vị, giới truyền thông gần đây tiết lộ rằng các nhóm tội phạm Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để rửa hàng tỷ USD tiền đen. Những khoản tiền đen này đến từ các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, sang Hoa Kỳ và lừa đảo người Mỹ. Các băng đảng tội phạm đang lợi dụng đặc điểm phi tập trung của thị trường tiền điện tử để trốn tránh sự giám sát. Chúng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy và cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời kiếm được số tiền khổng lồ thông qua các trò lừa đảo đầu tư hứa hẹn lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Chainalysis vào năm ngoái, từ năm 2018 đến nay nhiều địa chỉ tiền điện tử được cho là thuộc về các nhà kinh doanh hóa chất Trung Quốc đã nhận được hơn 37,8 triệu USD tiền điện tử. Số tiền này được sử dụng để đổi lấy các thành phần quan trọng trong sản xuất fentanyl từ các nhà cung cấp của Trung Quốc. Hàng hóa thường được vận chuyển đến Trung Mỹ và Mexico, nơi các băng đảng ma túy sử dụng để sản xuất ma túy và sau đó vận chuyển đến Hoa Kỳ. Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, Việc sử dụng fentanyl ở người Mỹ đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng, dẫn đến hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Kể từ năm 2017, chính phủ Hoa Kỳ đã đàm phán với chính quyền Bắc Kinh để yêu cầu Trung Quốc kiểm soát việc bán fentanyl và nguyên liệu thô sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc luôn vi phạm các quy định. Một số người cho rằng việc sản xuất fentanyl quy mô lớn của Trung Quốc là một phần trong kế hoạch chiến tranh không giới hạn của Trung Quốc. Về cơ bản, nó là một cuộc chiến tranh nhà phiến mới do Trung Quốc tiến hành chống lại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan See Leng mới đây tuyên bố, nước này sẽ tăng độ tuổi nghỉ hưu từ 63 lên 64 tuổi vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, độ tuổi tái tuyển dụng cũng được nâng từ 68 lên 69 tuổi. Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến tháng 6 năm 2023, Singapore có gần 20% công dân từ 65 tuổi trở lên. Tái tuyển dụng là việc ký lại hợp đồng với những người đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc. Trong khi đó, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nhân lực Gang Seo Hoàng lưu ý rằng, vào năm 2023, trung bình hơn 9 trong số 10 lao động kỳ cựu đủ điều kiện và mong muốn tiếp tục làm việc đã được đề nghị tái tuyển dụng. Bà Hoàng khuyến khích các nhà tuyển dụng lập kế hoạch sớm đồng thời xem xét điều chỉnh kế hoạch nhân lực, nâng cao kỹ năng cho người lao động để giữ chân những nhân viên kỳ cựu. Đây là lý do tại sao cơ quan chức năng Singapore đang thực hiện cách tiếp cận từng bước và thông báo sớm kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu cũng như tuổi tái tuyển dụng. Lần gần nhất, Singapore khai triển kế hoạch nâng độ tuổi nghỉ hưu và tái tuyển dụng là vào tháng 7 năm 2022, lên lần lượt 63 và 68 tuổi. Việc đạt được thỏa thuận về tăng tuổi nghỉ hưu cũng như tái tuyển dụng vào năm 2026 nói trên nằm trong lộ trình nâng độ tuổi về hưu cũng như độ tuổi tái tuyển dụng của Singapore lên mức tương ứng 65 và 70 tuổi vào năm 2030. Kế hoạch này phù hợp với khuyến nghị của nhóm làm việc ba bên về lao động lớn tuổi vào năm 2019. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tình hòa đã kết thúc một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay